Cô chào tất cả các em. Tiết học toán hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập rút gọn phân số. Thì tiết học này chúng ta sẽ thực hiện 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là chúng ta sẽ ôn lại cách rút gọn phân số. Hoạt động thứ hai ta sẽ luyện tập. Và hoạt động thứ ba chúng ta sẽ củng cố lại những kiến thức đã học. Chúng ta đi vào hoạt động thứ nhất. Đó là ôn lại cách rút gọn phân số. Thì trước tiên chúng ta nhớ lại ghi nhớ của nội dung bài học hôm trước. Muốn rút gọn phân số, ta làm như thế nào? Muốn rút gọn phân số, ta có thể làm như sau. Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. Sau khi nhớ lại bài cũ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập nhé. Hãy chọn ý đúng. Để thực hiện rút gọn phân số, ta làm như sau. A. Nhân hoặc chia tử số của phân số đó với một số tự nhiên khác không. B. Chia cả tử số và mẫu số của phân số đó cho một số tự nhiên lớn hơn 1. C. Nhân hoặc chia mẫu số của phân số đó với một số tự nhiên khác không. Vậy các em hãy chọn cho mình một đáp án đi nào. Các em đã sẵn sàng chưa? Đáp án đúng là... chính là đáp án B. Chia cả tử số và mẫu số của phân số đó cho một số tự nhiên lớn hơn 1. Cô tuyên dương những bạn nào làm đúng bài tập trên. Còn những bạn nào làm sai thì cũng không sao. Các em hãy ôn lại bài một lần nữa nhé. Chúng ta đi vào hoạt động thứ hai, đó là luyện tập. Ở phần luyện tập này, yêu cầu cần đạt là rút gọn được phân số, nhận biết được tính chất cơ bản của phân số. Chúng ta vào bài tập thứ nhất, rút gọn các phân số. Chúng ta tiến hành rút gọn phân số đầu tiên là phân số 14/28. Thì các bạn xem, với phân số 14/28 này, ta xét thấy có tử số là 14 và mẫu số là 28. Thì tử số và mẫu số của phân số 14/28 cùng chia hết cho 14. Nên ta tiến hành chia tử số và mẫu số của phân số 14/28 cho 14. Ta sẽ được phân số mới là phân số 1/2. Và 1/2 chính là phân số tối giản. Nếu bạn nào không phát hiện tử số và mẫu số của phân số 14/28 chia hết cho 14, thì chúng ta có thể dựa vào dấu hiệu chia hết. Tử số và mẫu số đều là số chẵn, nên chúng có dấu hiệu chia hết cho 2. Thì các em có thể lấy tử số và mẫu số của chúng chia cho 2. Ta nhận được phân số mới là phân số 7/14. Nhưng 7/14 là chưa phải là phân số tối giản, nên ta phải thực hiện tiếp bước thứ 2. Lấy tử số và mẫu số của phân số 7/14 chia cho 7, ta sẽ nhận được một phân số là 1/2. Thì các em làm hai bước như trên vẫn được. Phân số thứ hai là 25/50. Ta xét thấy tử số và mẫu số của phân số 25/50 cùng chia hết cho 25. Nên ta lấy tử số và mẫu số của phân số 25/50 chia cho 25, ta nhận được phân số 1/2. Thì tương tự như trường hợp thứ nhất, ta có thể dựa vào dấu hiệu chia hết. Thấy tử số và mẫu số của 25/50 đều có dấu hiệu chia hết cho 5, nên ta lấy tử số và mẫu số của phân số 25/50 chia cho 5, ta nhận được phân số mới là phân số 5/10. Mà 5/10 chưa phải là phân số tối giản, nên ta tiếp tục rút gọn phân số 5/10 bằng cách chia tử và mẫu cho 5, ta vẫn nhận được phân số 1/2. Đối với phân số thứ 3 là 48/30, thì ta xét thấy tử số và mẫu số đều chia hết cho 6. Và thực hiện như thế, ta nhận được phân số mới là 8/5, và 8/5 chính là phân số tối giản. Phân số cuối cùng là 81/54, ta thấy tử số và mẫu số của 81/54
đều có dấu hiệu chia hết cho 9. Nên ta lấy tử số và mẫu số của phân số 81 phần 54 chia cho 9, ta nhận được phân số mới là 9 phần 6. Nhưng các em thấy 9 phần 6 có là phân số tối giản chưa? Vẫn chưa, nên ta tiếp tục thực hiện bước thứ 2. Lấy tử số và mẫu số của 9 phần 6 chia cho 3, ta nhận được phân số mới là 3 phần 2, và 3 phần 2 mới là phân số tối giản. Thì qua bài tập 1 này, các em đã ôn lại cách rút gọn phân số. Chúng ta đi vào bài tập thứ 2. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2 phần 3? Thì để thực hiện yêu cầu của bài tập 2, các em phải nhớ lại cách viết phân số bằng nhau. Thì muốn viết một phân số mới bằng với phân số đã cho, thì ta có thể nhân hoặc chia tử số và mẫu số của phân số đó cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1. Ta sẽ nhận được một phân số mới bằng với phân số đã cho. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Hãy chọn cho mình những phân số bằng với phân số 2 phần 3 đi nào. Đó chính là 8 phần 12 và 20 phần 30. Thì các em thấy nếu nhân tử và mẫu của phân số 2 phần 3 cho 4, ta sẽ nhận được phân số mới là 8 phần 12. Và nếu nhân cho tử số và mẫu số của phân số 2 phần 3 cho 10, ta sẽ tìm được phân số mới là 20 phần 30. Cô tuyên dương những bạn nào làm đúng bài tập 2, còn bạn nào làm nhầm thì chúng ta có thể thực hiện lại lần thứ 2 nhé. Chúng ta sang bài tập 3, tính theo mẫu. Các em hãy cùng nhau quan sát mẫu. Thì trước tiên là mấy bạn để ý xem phép tính bài mẫu đưa ra có dạng gì. Đó là trên dấu gạch ngang là tích các thừa số, và dưới dấu gạch ngang cũng là một tích các thừa số. Thì mấy bạn đặc biệt lưu ý dạng toán này, chứ không phải trên dấu gạch ngang có lẫn lộn cộng trừ nhân chia, hoặc dưới dấu gạch ngang cũng có lẫn lộn cộng trừ nhân chia, thì chúng ta sẽ không thực hiện theo cách này nhé. Thì chúng ta sẽ thấy trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang có những thừa số nào giống nhau nào? Đó chính là 3 và 5. Thì chúng ta có thể cùng chia nhẩm trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang cho 3. Và cùng chia nhẩm tích trên dấu gạch ngang và tích dưới dấu gạch ngang cho 5. Thì ở trên dấu gạch ngang sẽ còn lại 2 x 1 x 1. Dưới dấu gạch ngang sẽ còn lại 1 x 1 x 7. Và kết quả của phép tính là 2 phần 7. Và trong bài tập này thì mấy bạn lưu ý 3 chia cho 3 thì được 1. 5 chia cho 5 cũng được 1. Chúng ta qua ví dụ thứ 2. Thì khi quan sát, chúng ta thấy trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang có những thừa số nào giống nhau, thì chúng ta sẽ cùng chia nhẩm tích ở trên dấu gạch ngang và tích ở dưới dấu gạch ngang cho thừa số đó. Bắt đầu. Và ta sẽ còn lại là 5 phần 11. Chúng ta đi qua ví dụ thứ 3. Các em hãy tự thực hiện nhé. Bắt đầu. Và cuối cùng ta còn lại 2 phần 3. Và mấy bạn lưu ý, kết quả 2 phần 7, 5 phần 11 và 2 phần 3 đều là những phân số tối giản. Thì với cái dạng bài tập này, yêu cầu mấy bạn ra kết quả phải là một phân số tối giản thì mới đạt yêu cầu. Và mấy bạn lưu ý, với kiến thức ở bài tập 3 này sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong trường hợp rút gọn những phân số có tử số và mẫu số là những số tự nhiên rất lớn. Thì khi đó các em có thể phân tích các số tự nhiên đó ra thành tích các thừa số, sao cho trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang có những thừa số giống nhau. Lúc đó chúng ta sẽ cùng chia nhẩm trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang cho những thừa số giống nhau đó. Ta sẽ nhận ngay được một kết quả là phân số tối giản. Chúng ta qua hoạt động cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là củng cố. Các em hãy chọn ý đúng bằng cách giơ thẻ A, B, C. Trong các phân số sau, phân số nào bằng 25 phần 100? A, 50 phần 150.
B 80/32 và C là 50/20. Các em hãy sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Đó chính là đáp án C, 5/20. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta chia cho tử số và mẫu số của phân số 25/100 cho 5, ta sẽ nhận được phân số mới là 5/20. Chọn kết quả đúng. Trên dấu gạch ngang là tích của 3 thừa số 2 x 5 x 8. Dưới dấu gạch ngang là tích của 4 thừa số 5 x 7 x 2 x 8. Các em hãy chọn cho mình một kết quả đúng ở phía dưới nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Đó chính là đáp án B, 1/7. Vậy chúng ta xem vì sao có kết quả là 1/7 nào? Trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang có những thừa số nào giống nhau? Đó là 2, 5 và 8. Thì chúng ta lần lượt chia nhẩm trên dấu gạch ngang và dưới dấu gạch ngang cho 3 thừa số giống nhau đó. 2, 5 và 8. Vậy trên dấu gạch ngang sẽ còn lại là 1 nhân 1 nhân 1 bằng 1. Và dưới dấu gạch ngang sẽ còn lại là 5 nhân, cô xin lỗi, 1 nhân 7 nhân 1 nhân 1. Và kết quả cuối cùng của phép tính là 1/7. Thì phần dặn dò của cô trong tiết học ngày hôm nay là ôn lại cách rút gọn phân số, làm các bài tập trong phiếu học tập. Tiết học toán của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô chào tất cả các em.